Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Hùng sẽ chia sẻ bạn một kỹ thuật nhuộm màu real. Màu này nó có hơi ám ánh khói nhẹ nha các bạn. Tại vì cái nền này là đang là nền level 6, 7, 7. Cái phần chân là level 6, 5, 5 rưỡi nha. Còn tóc thì đen, cái phần chính giữa thì bị xanh. Nên Hùng sẽ tư vấn khách hàng tóc chị, tóc em nhuộm độ đều màu được 90%. Cái phần bấm bín đó, những cái phần bấm bín nó bị bám xanh sẵn thì một lát nó sẽ xanh hơn một chút. Nhưng mà màu xanh của anh là màu xanh đậm, đầm, chứ không phải màu xanh tươi giống vậy. Đầm thì nhìn nó khó thấy hơn nha các bạn. Đây các bạn coi ha, bé này mũi cao, da bóng mượt. Rồi bây giờ Hùng sử dụng màu siêu cây nha các bạn. Màu siêu cây, màu 8.1 màu 8.1 nha. Các bạn nào dùng siêu cây rồi sẽ biết nha, cả nhà ơi. Hùng xin tự giới thiệu, mà Hùng là Hùng Đông Tinh, nặng 65kg, cao 1m73, dài 17cm, độ dẻo dai 60 phút. Thì Hùng sử dụng khoảng là 140g 8.1 nha. Rồi màu này là màu dark gray nha cả nhà. Dark gray. Cái nhà zoom bự ra là sẽ thấy, bấm đứng lại xem nha. Không có đưa lên. Màu này màu dark gray. Dark gray có nghĩa màu khói sậm. 8.1 là màu khói sáng. Dark gray thì 130g. Hùng DOC 20 volume, tỷ lệ 1:1 nha cả nhà. Oxy cũng Novel. Thì hàng sót chuẩn bị về được cái như cái nhà ở gần tháng mấy nha. Hùng đang test, hiện tại Hùng đang test cho sót rất là nhiều. Này oxy Novel, oxy 20 volume. Nói chung là Hùng xài đa dạng sản phẩm lắm, cái nào tốt hay xài, chứ không có xài độc quyền một hàng nào. Hùng cũng không có ký độc quyền ở một cái hãng nào. Hồi xưa có ký bên Laura mà giờ cũng làm biến, không xài. Chất cớp hồi xưa cũng ký, bây giờ thích hãng nào nó có gì hay mình xài đó, không có cần ký hợp đồng ràng buộc. Ký hợp đồng thì nó cũng có nhiều cái hay lắm cả nhà, nó ưu đãi cho mình đi học. Các bạn đã xài cái này chưa? Cái này là thuốc dưỡng da nhé. 10 lần thuốc dưỡng da. Các bạn nào bị cháy gạ hay là bị gì là sức này lên ha, nó là dưỡng da nên mình cho vào thuốc nhuộm vô da đầu thì không sao hết. Nó là màu xanh. Cái này cũng short, này gầy. Cái này nó cũng giờ tương đương giống vậy á, nhưng mà nó lợt hơn. Đó, đưa vào chuyển qua xanh lá đã không? Đó. Cái thằng mà chai Hùng mới nhỏ vô á, của thằng con short á, nó có thể pha với hấp dầu nè. Nó có thể pha với màu nhợm mà. Nó có thể nhợm một mình nó luôn nè. Nhợm một mình nó có thể giữ độ bền 3 tháng, còn pha với hấp dầu nó sẽ bị giảm đi còn khoảng tháng rưỡi. Pha với thuốc dập cũng được nha nhà, cái chai mà nãy Hùng nhỏ vô á. Bây giờ Hùng hỏi khách là có thích làm live không? Khách là anh muốn làm sao cũng được, nó tay là được. Nên Hùng sẽ làm mà dài cộng like, dài cái cộng like. Khoảng 9-10 sợi gì đó. Vì sao Hùng không sát vô sát chân tóc? Các bạn thấy bên Mỹ người ta hay sát vô sát chân tóc. Vì sao? Vì người ta bắt rất là mỏng, với lại tóc người ta rất là mỏng. Nếu các bạn muốn bắt mỏng, tóc này bắt mỏng vẫn được, vẫn là vẫn làm được, vẫn sát đầu. Nhưng mà hiện tại Hùng vừa nhợm và vừa lai luôn. Các bạn bôi sát đầu lấy thuốc tẩy nó xì ra, cái phần chân nó bị vàng nha cả nhà. Cái đó là kinh nghiệm của Hùng ha. Rồi sau khi bôi xong thì Hùng chiêm một cái miếng bông gòn vào, để cho thuốc xì thì nó xì dưới bông gòn, không có xì lên chân tóc được. Đó nha cả nhà. Rồi bên kia cũng tương tự. Bên kia cũng tương tự nha cả nhà. Có ký ức nào đẹp hơn nghe đôi ta bắt đầu? Cô đơn đâu nào nâng hơn ngày mình xa nhau. Nói gì nữa. Rồi bên đây tiếp tục.
4 sợi, bên kia 4 sợi, bên đây 4 sợi, 8 sợi. Phía sau 2 sợi, nữa là 10 sợi như nha. Chia sẻ nhiều bí quyết qua cho cả nhà quá. Những bạn nhiều khi chia sẻ không linh, nói lùm lùm là la, chửi nè, chửi nổi. Nói hả, tôi bỏ tiền tôi đi học, anh nhà tiền anh quay em chỉ tùm lum là la hết. Tùm lum, tào lao, mấy người đó tào lao. Tự nhiên người ta có quyền chia sẻ cho cả nhà, ta làm được hết, cái gì đâu, ai cũng đều làm được hết. Còn có những cái bí quyết mà cái bí quyết quá là Hùng không thể chia sẻ được cả nhà. Có nghĩa là những cái nào mà bí quyết quyết quá, bí quyết mới quá, bí quyết nhiều quá để mà còn làm ăn, đào tạo viên nữa cả nhà. Mấy cái này là cũng dữ dằn lắm á, cái màu này là nhậm cân bằng là cũng dữ dằn lắm á. Chỉ với bạn cái này là bí quyết xịn luôn á, xịn luôn á, chất lắm á. Rồi kẹp lại, kẹp lại, mọi sao cũng vậy. Mọi sao hình như bóc sợi một sợi thôi, mọi sao mình bóc một sợi thôi, một tép thôi nha cả nhà, một tép thôi nha cả nhà. Cả nhà muốn Hùng làm clip gì thì hãy comment, thì Hùng sẽ chọn ai nhiều, ai comment số nhiều về cái màu đó thì Hùng sẽ làm. Hoặc là cái thực uống cúp hay là gì đó thì Hùng sẽ làm theo hướng dẫn cái comment của tất cả các bạn nhé. Quên cái màu lai là Hùng đi tẩy oxy 6 nha cả nhà. Tẩy oxy 6 thôi cả nhà, bởi vì tóc này đã có nền 7, oxy 6 có thể lên tới lên vùng 10-11 lần. Tại Hùng để cái thời gian lưu thuốc khoảng là 40 phút nên tẩy oxy 6 thì để 40 phút cũng sẽ không đứt nha, mà có lên thể lên level 11 nha cả nhà. Rồi tiếp tục, ta nhét bông gòn vào nha, nhét bông gòn vô. Rồi sau đó Hùng sẽ nhộm nha cả nhà. Rồi công thức Hùng sẽ nhắc lại một lần nữa nhé. 8:1 Dark Ray. Hai cái này là hãng của hãng Silky. Oxy là hãng Novel. Cho vào khoảng 25 giọt mi lăng, mi lăng xanh dương nha cả nhà. Mi lăng nó có hai loại, một loại tím, một loại xanh dương. Hùng đồ chơi nhiều lắm. Vì sao Hùng có nhiều đồ chơi? Tại vì mình không, các bạn phải tìm tòi, các bạn phải mình dọc mình phá, các bạn muốn giỏi gì màu các bạn phải dọc phải phá. Hùng ngày nào cũng phải test màu này nhợm màu kia, nhợm lên mấy cái chùm tóc mình cắt của khách, mình test cái này mình test cái tia, mình mới lòi ra được nhiều cái kinh nghiệm. Các bạn muốn giỏi mà các bạn không muốn muốn test, các bạn muốn giỏi mình phải test, mình phải nhợm lên mấy cái tóc. Hiện tại bây giờ trên thị trường nó có bán những cái đầu mà nhộm được có 600+ cả nhà. Mình mua mình nhộm. Rồi bây giờ Hùng sẽ quay lại mái tóc này. Mái tóc này Hùng sẽ nhộm cái chân trước. Đó bạn thấy hai chân hai ba. Hiện tại cái đầu này là 4 màu. Chân đen, thân level 5.5-6. Quên kế bằng chân chứ. Còn thân ngọn, phần bấm bính bị xanh dương, bị xanh riêu. Còn thân ngọn là level 7. Nó bị riêu xanh xanh thấy chưa. Bây giờ Hùng sẽ nhộm từ cái phần đen đến cái phần level 6. Đừng để lem xuống bấm bính nhiều, từ từ mới lem xuống bấm. Tại vì lem xuống bấm 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 bính liếu lưỡi luôn. Lem xuống bấm bính nó sẽ xanh lè xanh lét. Mình đợi một lát cho màu xanh nó bị đánh bay đi bởi thằng thuốc nhộm, bay từ từ lọt bớt từ từ thì mình mới kéo xuống. Đó, bôi đúng ngay đầu nó, đừng có để lem nhiều nha cả nhà. Thợ Hùng nói chung là bôi giỏi lắm, mấy cái này bôi thuốc canh tóc, bôi thuốc đồ là chuẩn hết. Hiện tại bây giờ tôi gần Tết rồi, Hùng chắc còn khoảng là mười mấy nhân lực làm Tết. Mười mấy nhân lực làm Tết không đủ luôn á. Chạy lên chạy xuống. Hiện tại thì tiệm Hùng thì 16 ghế cả nhà. Phía sau chắc Hùng chưa quay cho cả nhà coi, nếu mà bữa nào Hùng quay phía sau cả nhà. Phía sau thì được 8 ghế nè.
Vì sao Hùng lại nhậm chân trước mà không nhậm thân ngọn trước? Đố ai biết. Comment ở dưới đi. Rồi sau khi nhậm chân xong thì Hùng cho một ít một miếng nước. Các bạn thấy chai nước để Hùng để không? Cho một miếng nước vào chén thuốc, kéo xuống thân ngọn nha nha. Đó. Nó đang bám từ 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 từ. Rồi, sau khi nhậm xong phần chân phần thân ngọn đó, bây giờ Hùng sẽ sấy khô cái phần lai và nhộm cái phần lai. Nhộm cái phần lai nha cả nhà. Nhộm phần lai thì Hùng dùng màu khói 911 nhộm. 911 có nhiều hãng, nhiều bạn hỏi Hùng tại sao màu 911 em nhộm lên nó bị màu xanh dương, thì do 911 nó pha màu blue trong đó. Các bạn phải mua nhiều hãng thuốc 911 khác nhau. Có hãng 91 nó sẽ nhậm ra một blue, có nhiều 911 nó nhậm ra màu khói ash, khói tím xanh, có nhiều hãng nhậm ra màu khói tím là đẹp nhất. Rồi Hùng đã hoàn thành xong cái mẫu nhậm riêu ánh khói nhẹ nha cả nhà, tại vì Hùng màu chủ đạo là Hùng là sử dụng màu khói, như Hùng mix là mix blue. Cả nhà thấy không? Đẹp không? Đẹp không? Tại vì có nền sẵn nó mới ra được nha cả nhà. Còn không có nền sẵn thì nó không có lên được nổi như vậy đâu. Đó, công thức là các bạn tua lại coi cái công thức đi ha. Rồi bạn nào coi xong nhớ like, share và comment ở phía dưới để Hùng xem những cái comment nào mà yêu cầu màu đó nhiều nhất thì Hùng sẽ làm cái màu đó. Chào cả nhà, chúc cả nhà một buổi tối thật là vui vẻ. À, mà quên info của bé này Hùng không biết đâu nha.